Cái này là gì anh? Em nhìn là em chuối, bông chuối giống bột chiên. À, bông chuối ha. Mọi người nhìn thấy rất là lạ ha. Tại vì chắc ngoài thánh chiên rồi. Đúng rồi. Còn cái này là gì anh ạ? Chả. Chả. Và hủ ki mình xay nhỏ. Cái này giống chả quế quá, này là gì? Đó đó, chả quế đó. À, này là chả lụa ha. Dạ đúng rồi. Đó mọi người nhìn xem ha. Cái chỗ anh bán nhìn nó rất là hấp dẫn luôn. Giá nè. Rất là tươi luôn. Salad. Rau. Ủa anh là tên gì anh? Anh có thể cho mọi người biết anh tên gì không ạ? Anh tên Tý. À anh Tý. Mọi người nhìn xem nè, nồi nước dùng của anh Tý nè, rất là hấp dẫn luôn nha mọi người. Đó thì mình vừa gọi anh Tý một tô miếng chay. Nghe từ đường vô thị trấn Cai Lậy đó mọi người, vừa đổ vô cầu xuống nữa ha. Xem hấp dẫn cực kỳ luôn. Ồ. Mỗi tô vậy thì mình bán giá bao nhiêu Tý hả? 15k. Dạ, bán rất là bình dân luôn mọi người. Chỉ có 15k thôi. Chợ thì được chừng thôi. Dạ, chắc kiếm kèo nào gã Tý luôn quá. Bây giờ mình đã tới là thị trấn Cai Lậy rồi đó mọi người. Thì bây giờ mình đói bụng quá à. Thì để mình xem. Ở thị trấn Cai Lậy này á, thì có những cái món đặc sản riêng khác nhau. Nhưng mà thôi hôm nay mình dắt mọi người đi thiền viện thì mình quyết định là mình ăn chay vào buổi sáng nay nha. Đó thì mời mọi người ha. Đến cái chỗ bán hủ tiếu chay, cùng ăn và thưởng thức tô hủ tiếu chay chung với mình nha. Thì hủ tiếu chay ở Cai Lậy đó mọi người, thì mình thấy là bán khá đông ở ngay trên đoạn đường quốc lộ 1A. Thì thôi mình quyết định là sẽ ghé dùng hủ tiếu chay nha. Đâu bây giờ ta? Có hủ tiếu chưa chị? À rồi, ăn sáng thôi mọi người ơi. Đây thì mọi người xem ha. Cầu này là nãy mình mới vừa chạy qua đó. Nãy mình tính lạng vô thị trấn Cai Lậy để quay bánh canh vịt rất là nổi tiếng. Nhưng mà thôi mình quyết định là mình bánh canh vịt bán vào 2 giờ chiều, mình quyết định là mình sẽ quay hủ tiếu chay ha, để giới thiệu với mọi người nha. Ở đây thì mình bán hủ tiếu chay, mình có bán gì khác không anh? Có món gì khác không? À bún măng. Bún măng vịt dài ha. Hủ tiếu chay. Ở đây mình bán từ mấy giờ tới mấy giờ anh hả? Sáng đến 5 giờ chiều. À 5 giờ rưỡi sáng tới 5 giờ chiều. Dạ. Đó mọi người nhìn xem ha. Đây là những cái mâm đồ ăn mà được trang trí bài biện rất là đẹp luôn của anh ha. Cái này là gì anh? Em nhìn là em chuối, bông chuối giống bột chiên. À bông chuối ha. Mọi người nhìn thấy rất là lạ ha. Tại vì chắc ngoài thánh chiên rồi. Đúng rồi. Còn cái này là gì anh ạ? Chả. Chả. Và hủ ki mình xay nhỏ. Cái này giống chả quế quá, này là gì? Đó đó, chả quế đó. À này là chả lụa ha. Dạ đúng rồi. Đó mọi người nhìn xem ha. Cái chỗ anh bán nhìn nó rất là hấp dẫn luôn. Giá nè. Rất là tươi luôn. Salad. Rồi anh cho em một tô ha. À anh cho em một tô miếng đi. Dạ miếng. Dạ. Ủa anh là tên gì anh? Anh có thể cho mọi người biết anh tên gì không ạ? Anh tên Tý. À anh Tý. Mọi người nhìn xem nè, nồi nước dùng của anh Tý nè, rất là hấp dẫn luôn nha mọi người. Đó thì mình vừa gọi anh Tý một tô miếng chay. Nghe từ đường vô thị trấn Cai Lậy đó mọi người, vừa đổ vô cầu xuống nữa ha. Xem hấp dẫn cực kỳ luôn. Ồ. Mỗi tô vậy thì mình bán giá bao nhiêu Tý hả? 15k. Dạ, bán rất là bình dân luôn mọi người. Chỉ có 15k thôi. À, ngôn ngữ tin luôn ha. Mọi người xem. Nay sáng thì đi thiền viện rồi thôi, sẵn ghé ăn chay để cho thanh lọc cơ thể luôn nha mọi người. Rất là nhiều đồ ăn luôn mọi người ơi. Đưa Tý lên chợ thì được chừng thành luôn. Dạ, chắc kiếm kèo nào gã Tý luôn quá.
xem ha. À tô miếng chai nha mọi người, mình kêu miếng chai nha. Mọi người nhìn hấp dẫn không? Giá là chỉ có 15 ngàn đồng thôi mọi người. Quá trời ngon, quá là chất lượng luôn mọi người ơi. Rồi sau đây mình sẽ mời mọi người ha, cùng thưởng thức chung với mình nha. À, sẵn đây trong thời gian chờ đợi thì mình giới thiệu cho mọi người ha. Đây là các gia vị ăn kèm nè mọi người. Ớt nè ha, chanh, tắc nè. Ở đây thì có tương xay nè mọi người. Nước tương, tương ớt. Này là gì ta? Có chắc sa tế nè mọi người. Sa tế. Mình sẽ mời mọi người cùng thưởng thức tô hủ tiếu chai giá 15 ngàn đồng tại dưới chân cầu mà ngay ngã tư của thị trấn Cái Lậy đó mọi người. Đây mời mọi người xem chi tiết nè. À mọi người xem ha, mỗi tô hủ tiếu chai vậy á, giá rất là bình dân luôn. Đây thì có tàu hủ nè ha. Này là nãy là anh nói là bông chuối đó mọi người. Nhưng mà nếu mà mình nói theo, nếu mà mình nghĩ theo thì nãy này là tôm chiên á. Dưa bột quá. Để mọi người xem, đây là măng nè. Miếng măng hoành thánh rồi ha mọi người ha. Chợ Quế thì những cái món gia vị nãy mình cũng có nói rồi, mình chỉ giới thiệu sơ lại với mọi người thôi. Này mọi người xem, đây cái phần miếng nè, sau khi mà đã được trụng nè. Rau đâu rồi, nó trốn đâu rồi mọi người ơi, miếng đâu rồi, đâu rồi? Đây đó mọi người xem, rất là hấp dẫn luôn. Mỗi tô miếng như vậy đó thì mình xin nhắc lại cho mọi người nha, chỉ có giá 15 nghìn đồng thôi. Đây là mình đã giới thiệu được với mọi người ha, một cái chỗ mà bán hủ tiếu chai, miếng chai, bún măng chai, thì mình thấy là rất là chất lượng luôn. Miếng ở đây mọi người, cái cảm nhận đầu tiên của mình á là nó dai dai, nó mềm mềm, nó ngọt ngọt mà nó lạt lạt. Đến đây nè mọi người, caramel cho mọi người thêm nè. Đó, cái phần nước dùng nha mọi người, thử chung cái phần nước dùng này với mình nha. Nước dùng ở trong cái tô miếng chai này đó là mình thấy là rất là vừa khẩu vị với mình luôn. Mọi người thì không biết sao nha, cảm nhận đầu tiên của mình khi mà mình thử cái nước dùng này, nước súp rất là ngọt. Kèm theo đó mọi người xem cái chén nước này, nước mắm nè mọi người. Nước mắm ớt khô nè. Nè mọi người nhìn xem. Kẹo á, mọi người thấy cái độ sánh kẹo của nó không? Thử luôn nha mọi người, mình thử luôn. Đó. Wow. Cái nước mắm này là siêu ngọt luôn nha mọi người. Cái độ cay và cái độ ngọt hòa quyện chung với nhau. Rất là lạ luôn, lần đầu tiên mình mới thấy cái nước mắm mà nó ngọt như vậy luôn. Rất vừa ý mình. Nhưng mà mình nghĩ nên nặng tí, một tí chanh vào ha, cho nó tạo ra cái độ chua chua đó. Thì nó sẽ giảm độ ngọt cho những người mà thích ăn không ngọt quá. Đây, mọi người bắt đầu dùng tới những món ăn trong cái tô miếng chai này chung với mình nha. Miếng chai hay hủ tiếu chai gì thì thức ăn nó, đồ ăn nó cũng giống như nhau thôi nha mọi người, nó chỉ khác thành phần cho thôi. Tép chiên nè mọi người, tép chiên bột. Cái miếng này thật sự là ăn rất là đúng, giống như là tép luôn mọi người. Cái độ giòn ha, từ cái độ giòn, cái độ đậm đà của nó. Đến cái độ thơm nó rất là tuyệt vời luôn. Tiếp nha mọi người, đây là miếng măng nè. Ngon lắm luôn mọi người, ngon tuyệt vời luôn, xuất sắc luôn á. Tàu hủ rồi mọi người, comment ở gần đây mọi người xem tàu hủ à. Tất cả thành phần trong đây đều là tươi hết, rất là ngon luôn mọi người.
Ở đây mà bán được bao nhiêu lâu rồi anh thấy? Được. Khoảng thời gian rất là ngắn thôi, nhưng mà mình nghĩ là thương hiệu này chắc chắn sẽ được khẳng định rất là nhiều người khi mà mọi người có dịp đi ngang thị trấn Cai Lậy về miền Tây á. Chả quế nè, không có gì đúng luôn nè mọi người. Dài dài, mặn mặn, rất là thơm mọi người. Để mình xem còn gì mình giới thiệu mọi người nha. Đây thì chân con này thì chỉ còn mỗi một miếng hoàng thánh thôi mọi người. Đây, mọi người ăn hoàng thánh chung với mình nha. Hoàng thánh này nãy giờ mình để nó hơi bị thấm nước rồi nè. Hoàng thánh này thì có cái nhân là nhân đậu thanh đó mọi người. Rất ngon luôn mọi người. Với cái tầm giá này thì mình thấy là từ cái chất lượng ha, cái thước chất lượng đồ ăn ở trong cái tô miếng hay gì nữa, tới mà cái khẩu vị nêm nếm của anh Tý á, thật sự là rất là tuyệt vời luôn đối với mà tô miếng chay này nha. Mình sẽ nhắc lại, nếu mọi người mà có muốn thưởng thức tô miếng chay này đó thì mọi người nhìn xem giúp mình nha. Ở đây là đoạn đường quốc lộ 1A nha, ngay dưới chân cầu Cai Lậy nha mọi người, gần gần ngay thì thanh đèn đỏ chỗ thị trấn Cai Lậy đó. Đó thì cái chỗ mà tô miếng tím miếng chay là của anh Tý rất ngon và cực kỳ đặc biệt luôn nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Hẹn gặp lại mọi người trong video sớm nhất. Chào tạm biệt tất cả mọi người. Mua iPhone tại Vĩnh Long đến ngày uv.com bảo hành mãi 12 tháng 1 đổi 1 bảo hành đi.